Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với mọi người cách làm món kẹo đậu phộng giòn tan và không cần sử dụng tới mạch nha. Kẹo khi làm xong thì có màu sắc bắt mắt. Tết mà có một đĩa kẹo đậu phộng như thế này, ăn uống nước trà rất là ngon đó các bạn. Và cách làm của mình thì vô cùng đơn giản. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video xem mình làm cái món kẹo đậu phộng này như thế nào nha. Xem video thấy hay và hữu ích, vui lòng cho mình một like, một đăng ký nhé. Và để chuẩn bị làm cái món kẹo đậu phộng thì ở đây mình có sử dụng là 500g đậu phộng, 500g đường, 100g mè trắng. Các bạn không thích ăn mè thì mình khỏi cho cũng được nha. Và nửa quả chanh. Nguyên liệu thì rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng vào bếp xem mình làm cái món kẹo đậu phộng này như thế nào nha. Trước tiên để làm thì bây giờ mình sẽ cho hết 500g đậu phộng vào cho một cái chảo. Mình rang vàng nha. Để rang đậu phộng thì các bạn nên mở lửa nhỏ thôi. Bây giờ thì mình rang tới khi nào mà đậu phộng nó chuyển sang cái màu đỏ đậm là được. Đậu phộng nãy giờ thì mình cũng đã rang vàng và cái phần vỏ nó cũng đã chuyển sang cái màu đỏ đậm như vậy là được rồi nha. Thì bây giờ mình tắt bếp. Các bạn không nên rang lâu quá thì cái hạt đậu của mình á, nó sẽ rất là dễ bị khét và cái màu nó sẽ không còn đẹp nữa. Bây giờ thì mình đổ ra ngoài. Đậu thì mình cũng đã cho ra rồi thì bây giờ mình sẽ tận dụng lại cái chảo và mình rang vàng cái chỗ mè này lên nha các bạn. Thì để rang cái phần mè này, mình sẽ để cái lửa thiệt là nhỏ. Mè thì mình cũng đã rang vàng hết rồi, thì bây giờ mình tắt bếp. Đậu và mè thì mình cũng đã rang xong hết rồi. Cái phần đậu nó cũng đã nguội hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi bóc cái phần vỏ đậu phộng này ra nha các bạn. Bây giờ thì mình cho hết 500g đường vào trong nồi. Và cho vào thêm là nửa chén nước lọc. Nước lọc thì các bạn cho ít thôi nha, đủ để cái phần đường này nó tan là được rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở bếp lên. Đường mình nấu nãy giờ nó cũng đã sắp tan hết rồi nè các bạn. Thì khi nào đường tan hết mình mới cho chanh vào nha. Đường mình nấu nãy giờ thì nó cũng đã tan hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ nặn nửa quả chanh mình cho vào nha. Thì chanh nó sẽ có tác dụng mà làm cho đường của mình nó không bị lại đường và mình làm kẹo nó mới được nha các bạn. Còn không có chanh thì các bạn có thể sử dụng giấm. Chanh khi mà mình nặn vào xong rồi thì các bạn nấu thêm khoảng tầm 3 phút nữa. Tới khi nào mà thấy cái phần đường này nó sánh lại thì mình bắt đầu thử đường nha. Làm cái này nó cũng giống như là mình làm kẹo kén đó các bạn. Mình phải thử đường. Tới khi nào mà đường nó đạt á, thì mình mới cho đậu phộng vào. Nước đường thì nãy giờ mình đã nấu được 3 phút này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử đường lần 1 nha. Mình chuẩn bị một cái chén nước. Và bây giờ các bạn múc đường. Mình nhiễu vào. Khi mà các bạn nhiễu vào thì đường nó tan ra như vậy là vẫn chưa được nha. Bây giờ thì mình sẽ nấu thêm một lúc nữa. Đường mình nấu nãy giờ thì nó đã chuyển sang cái màu vàng này các bạn. Và khi nấu các bạn để lửa thiệt là nhỏ nha. Không thôi cái phần đường của mình nó sẽ bị khét, ăn nó sẽ đắng. Thì bây giờ mình thử đường lần 2 nha các bạn. Các bạn nhiễu đường vào trong chén nè. Mà đường nó kết tinh lại, nó không tan như vậy là đạt. Thì bây giờ mình sẽ cho đậu phộng vào. Mình cho vào một nửa trước nha các bạn. Xong tiếp tục mình lại cho vào. Thì các bạn chừa lại một ít để một lát nữa mình rải lên trên mặt nhé. Cho đậu phộng vào xong thì bây giờ các bạn trộn đều lại. Đường nó ra cái màu vàng rất là đẹp nè các bạn. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần mè vào. Các bạn cho vào phân nửa thôi, không nên cho hết. Cho thêm một ít nữa. Nếu các bạn không thích ăn mè thì mình khỏi cho cũng được. Mình chỉ cần đậu phộng thôi. Khi trộn thì các bạn vẫn để lửa nha. Rồi kẹo của mình như vậy là đạt. Sau khi mà mình đã trộn đều xong hết rồi thì các bạn nấu thêm tầm khoảng 2 phút nữa thì mình hạ tắt bếp. Kẹo có màu vàng đẹp rồi nè các bạn. Nhớ là để lửa riu riu nha. Kẹo thì mình cũng đã sơn thêm được 2 phút rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình tắt bếp. Khi phần kẹo mình đã nhắc xuống bếp rồi thì các bạn chuẩn bị một cái mâm và lót vào đây là một lớp giấy nến nha. Sau đó thì mình đổ kẹo ra. Còn các bạn không có giấy nến thì mình có thể sử dụng bằng cái mâm không cũng được.
rồi mình thoa một ít dầu ăn lên, như vậy thì nó sẽ không có bị dính. Kẹo sau khi mà mình đã cho ra mâm xong hết rồi thì bây giờ các bạn dùng cái sạn nè, mình tán đều ra. Bây giờ thì cái phần kẹo còn đang rất là nóng nè các bạn. Khi đã tan đều rồi thì bây giờ mình rắc lên một lớp đậu phộng lúc nãy mình đã chừa lại đó, thì mình rắc lên trên mặt như thế này thì cái phần kẹo của mình nhìn nó sẽ đẹp hơn nha. Rắc đậu phộng xong thì các bạn cũng rải lên một lớp mè nữa. Xong rồi thì mình dùng tay mình đè xuống như vậy. Kẹo này mình biết làm rồi các bạn thì làm rất là nhanh, còn không biết thì hơi lúng túng một chút xíu nha. Mình dùng tay mình đè đè xuống để cho cái phần đậu mình rải ở trên mặt đó, nó dính xuống dưới phần kẹo nó sẽ không có bị rời ra. Rồi khi đã làm xong thì các bạn để đây để cho cái phần kẹo của mình nó được nguội hơn nhé. Kẹo đậu phộng nãy giờ thì mình cũng đã để cho nó nguội hơn một chút xíu rồi nè các bạn. Bây giờ thì cái phần kẹo của mình nó còn ấm ấm chứ không phải là nguội hẳn nha. Còn ấm ấm như vậy thì các bạn lấy ra mình cắt nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mà để nguội hẳn thì cái phần kẹo của mình nó sẽ rất là cứng. Thì bây giờ mình sẽ lấy kẹo ra khỏi mâm nha các bạn. Phần dưới của kẹo rất là nóng nha. Bây giờ thì kẹo vẫn còn rất là dẻo. Như vậy thì mình cắt nó sẽ dễ hơn. Mình chuẩn bị cắt kẹo ra nha. Thì các bạn cắt thành cái miếng vừa ăn là được. Kẹo đậu phộng đó các bạn thì bây giờ còn rất là dẻo nè, như vậy thì mình cắt nó mới dễ. Mình để một lúc nữa nó nguội hẳn á thì mình cắt rất là khó. Đây là cái phần kẹo ở bên trong. Thì mình cắt tương tự như vậy, một lúc nữa thì mình sẽ cắt nhỏ lại nha. Kẹo thì mình cũng đã cắt ra thành những miếng dài như vậy, thì bây giờ mình sẽ cắt nhỏ lại thành những miếng vừa ăn nha các bạn. Thì một thanh như vậy, mình sẽ chia ra làm 3. Như vậy là được. Phần kẹo còn ấm nên là mình cắt ra nó rất là dễ. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành cái món kẹo đậu phộng này các bạn. Kẹo khi làm xong thì có màu vàng đẹp mắt. Và để ăn thì các bạn để nguội lại thì cái phần kẹo nó sẽ giòn và ngon hơn nha. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng ăn thử với mình cái món kẹo đậu phộng này nhé. Kẹo đậu phộng khi mà mình ăn vào đó các bạn thì giòn tan, có vị ngọt thanh của đường cát và đặc biệt mình không có sử dụng mạch nha để làm kẹo nha. Và để bảo quản kẹo các bạn làm xong rồi thì mình cho vào trong cái giấy gói kẹo mình gói kín lại nha. Như vậy thì mình để ăn được rất là lâu luôn. Nếu các bạn yêu thích cái món kẹo đậu phộng này của mình thì hãy cùng vào bếp làm với mình nha. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.